ủa sao đang ngồi chơi mà nó cứ ngồi nó móc hoài vậy ta? Tôi... móc mũi. Không phải, hốc nách. Móc nách được. Nó đó. Tao thấy ủa sao bạn này nhìn thấy nó cứ ô về quá. Nói chung là hơi bị ô về. Hơi bị ô về đúng không? Hôn nhau thì bạn này bạn về bạn kể. À không, mà trong phim mà con cái miệng mùi hành quá trời chịu nổi thôi quá. Muốn xỉu, muốn xỉu. Rồi khi nào có chuyện đó em? Rồi khi nào có chuyện đó em? Bây giờ không hay khó? Bây giờ không hay khó? Bây giờ em chắc chắn cho anh là khó hay không đi nào từ. Mạnh mẽ lên. Nó thật là mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nó thật là mạnh mẽ lên. Không. Không. Nhẹ vui. Con có thể nào cưới cái người con thương được hay không? Mẹ em thì một mực phản đối. Mẹ không thể nào chấp nhận việc hai chú rể mà trong một cái ngày cưới như vậy.